Hello, xin chào tất cả các bạn nhé. Đây là cái chè khổng lồ mà bên mình trồng đây ạ. Nó đã bắt đầu phát triển rồi. Hôm trước là bên mình ươm bằng cành của nó. Bây giờ nó để thành 2-3 nhánh cứ một gốc ấy. Mình đang còn tìm gốc của nó để quay cho tất cả các bạn xem. Đây. Đây là cái cành hôm trước đấy. Cái này là mình cắm cành thôi. Mình ươm ở trong bầu trước, sau đó mới đem ra đây trồng. Và sau một thời gian bên mình trồng ấy, là bên mình cảm thấy là nếu mà mình trồng khoảng cách là khoảng 80 cm đến 1 m là hợp lý nhất. Như ở đây vườn đây là bên mình trồng khoảng 80 cm đến 1 m. Hôm trước là có trồng ngô sinh khối ấy. Mà ở đây là thu hoạch rồi. Giờ trồng cái chè khổng lồ vào. Các bạn thấy nó phát triển rất tốt. Sau một thời gian nữa mình cắt đi khoảng 1-2 lần ấy là nó sẽ phát triển um tùm ấy. Hôm sau mình sẽ quay cho tất cả các bạn xem nó sẽ phát triển um tùm. Nó trở thành một vườn cái chè khổng lồ luôn. Và các bạn sẽ không nhìn thấy đất ở đâu luôn ấy. Bây giờ thì nó đã còn bé. Cái chè khổng lồ này là dùng để chăn nuôi các loại vật nuôi, ví dụ như là dê cừu hươu nai, rồi là thỏ, thậm chí là mình còn cho gia cầm ăn nhá. Cây này thì có nhiều chất dinh dưỡng, nó phù hợp với các loại vật nuôi kể trên. À, và còn lợn rừng nữa nhá, lợn rừng, heo rừng nữa nhá các bạn nhá. Cái chè khổng lồ này thì có khả năng chịu được ngập úng tốt. Ở đây là đất cồn, mà ở bên kia là trồng lúa đấy. Còn ở đây là cho dù nó bị ngập úng thì nó cũng chả sao nhá. Tại vì là mình đã thử nghiệm mình trồng ở dưới rãnh nước rồi. Thì sau một thời gian mình thấy là nó vẫn phát triển bình thường. Nên là mình thấy là nó có khả năng chịu ngập úng rất tốt. Cây này là bên mình đã trồng lâu rồi các bạn nhé. Hiện tại là đã còn phân phối giống cho tất cả các bạn trồng. Đặc biệt nhất là những người mà nuôi heo rừng này, rồi nuôi thỏ này, nuôi dê này, người ta hay mua về trồng. Hiện tại thì bên mình đã còn phân phối. Các bạn muốn biết thêm thông tin chi tiết thì có thể truy cập vào trong web là giongcogiarẻ.com.vn, là có thể đặt hàng ở trên đó, hoặc là gọi điện theo số điện thoại tại phần mô tả video, hoặc là bình luận dưới video này là sẽ có nhân viên bên mình là tư vấn cho tất cả các bạn nhé. Các bạn đem về các bạn ươm ra các bạn đúc thành từng bầu ấy, bỏ vào trong một cái bao ấy, đúc thành từng bầu, các bạn cắm là nó sống thôi. Cái này nó rất dễ sống luôn đấy. Và trồng ở đây khoảng cách chuẩn nhất là khoảng 80 cm tới 1 m thôi. Ở nơi khác có thể hướng dẫn tất cả các bạn là trồng khoảng 2-3 m, nhưng mà trồng như vậy là không ăn thua. Cứ trồng như thế này là mình sẽ thu hoạch được năng suất là tối đa nhất, là được hiệu quả tốt nhất nhé. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi đoạn video này nhé.